Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc về nghiên cứu triển khai kết luận số 57 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng chủ trì hội nghị. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đương Quyện Bình Triết chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 16 của Bộ Chính trị khóa 11 về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Theo đó, công tác thông tin đối ngoại đã có những bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chính sách, giải pháp cụ thể đã được xây dựng và triển khai hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh tiềm năng đất nước, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng phát triển đất nước của các tầng lớp nhân dân, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, giúp tăng cường tiềm lực, nâng cao vị thế và uy tín đất nước trên trường quốc tế, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với các nước và tổ chức quốc tế, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Bên cạnh thời cơ thuận lợi, đất nước ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Nhằm kế thừa những kết quả đã đạt được, khắc phục những điểm yếu khó khăn còn tồn tại, không ngừng đổi mới, nhanh chóng tiếp thu, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, qua đó làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 57 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Hội nghị lần này thông qua nghiên cứu triển khai kết luận số 57 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong và ngoài nước về công tác thông tin đối ngoại và các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc kết luận số 57, tăng cường hiệu quả đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch, chống phá đảng, nhà nước và chế độ, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.